Okay, let's begin our lesson this afternoon. Can you see anything on the screen? Con có trông thấy trên màn hình không? Okay, let me check again. Okay, can you see your lesson on the screen? Yes. Right. Look at exercise number one. Con đọc cái tiêu đề này một chút coi. Và có hiểu nội dung của tiêu đề này là gì không? Trước khi thầy cho mình nghe qua một cái đoạn đối thoại nha. Janet, a student at Bomber School in America. America là ở đâu con? America là ở đâu? Ở Mỹ. Okay. Janet là một học sinh at Bomber School, ở trường học tên là gì? Ở trường học tên là gì đây? Chữ gì đây? Bomber. À, Bomber. Very good. Bomber School in America is talking about her school. Như vậy là bạn này tên là Janet đang nói về ngôi trường học của mình. Guess the answers to these questions. Thế thì mình đoán coi, con có thể trả lời hai câu hỏi bên dưới này không? Nha. Sau khi mình nghe xong cái bài nói của Janet. Who can say again? Who can say aloud? Question number one. Con đọc giùm thầy câu số 1 cả. Question number one. Who can say aloud? Question number one. Do you think? Who can say aloud? Rồi, ai đọc được thì mở. Thầy ơi, có cần dịch luôn. Rồi, con đọc đi. Nếu hiểu được rồi thì có thể nói giùm cho các bạn cùng nghe luôn. Mà bây giờ yêu cầu đọc trước giùm thầy coi. Do you think? Do you think the student will dare wear uniforms? Uniform là gì con? Thầy hỏi mà từ nào không biết là tự giác ghi vào. Uniform là gì? Yeah. Uniform là yeah, gì? Yeah. Very good. Rồi câu này dễ quá, con có thể giải thích câu này người ta muốn hỏi cái gì không? Dạ. Bạn. Con muốn nói với thầy. Bạn học sinh mặc đồng phục gì? Nói rõ hơn một chút được không? Hay là đồng phục nào? Chưa rõ nha. Ai có ai có
Ai có thể nói rõ hơn được không? Who can say again more clearly? Bạn mình hiểu chắc là hiểu được đó, nhưng mà nói chưa có rõ thôi. Who can say again? Do you think? Mình thấy được ba cái từ này thì mình phải hiểu là bạn có suy nghĩ là bla bla bla. Do you think? Bạn có nghĩ là bla bla bla, nghĩ như cái gì, nghĩ về cái gì đó, phải không? À, như vậy cái ý này là mình phải dịch. Do you think là mình phải dịch hồi nãy. Thầy chưa nghe con dịch cái ý này nha. Bạn có nghĩ là học sinh ở nơi đó mặc đồng phục hay là không? Đói chưa? Rồi. Rồi, number two. Who can say aloud number two? Một lát mình nghe thì mình trả lời giùm thầy câu hỏi số 1 nha. Những học sinh ở đó là có mặc đồng phục hay không? Rồi, who can say number two? Đọc giùm câu số 2 luôn rồi. Do. Number two. Do they learn Vietnamese as a foreign language? Do they learn Vietnamese as a foreign language? Rồi, con phải ghi vào a foreign language. A foreign language là gì con? Who knows? A foreign language là gì? A foreign language là gì? No. Rồi, có nhìn thấy trên màn hình chưa? A foreign language là gì? Rồi, ai trông thấy đọc to lên rồi. A foreign language là gì vậy? Dạ, ngoại ngữ. Very good. Như vậy cái câu này mình hiểu được chưa? Vậy cái câu đó mình hiểu được chưa? Do they learn Vietnamese? Vietnamese là gì con? Vietnamese là gì? Do they learn Vietnamese as a foreign language? Chữ as có nghĩa là như là. As có nghĩa là như là. Rồi, câu này con hiểu như thế nào? Giải thích nghe thử rồi. Do they learn Vietnamese as a foreign language? Rồi, câu hỏi này thì con hiểu được không?
Do they learn Vietnamese as a foreign language? Câu này con hiểu là gì? Họ học hỏi Việt Nam như là ngoại ngữ. Vietnamese là gì con? Vietnamese là gì? Tiếng Việt. À, đọc là tiếng Việt nha. Vietnamese tức là ngôn ngữ Việt á, tiếng Việt á nha. Như vậy câu này con giải thích lại lần nữa coi. Họ có học gì? Họ có học tiếng Việt như là học tiếng Việt như là ngoại ngữ. Như là một môn ngoại ngữ không? Good. Rồi. Bây giờ con sẽ nghe để lát nữa thử trả lời dùm hai câu hỏi người ta gợi ý nha. Câu hỏi thứ nhất là Do you think the students there wear uniforms? Em có nghĩ là những học sinh ở trường học đó mặc đồng phục hay không? Number two, do they learn Vietnamese as a second language? As a foreign language. Và họ có học môn tiếng Việt như là ngoại ngữ không? Rồi, listen. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay, now listen. Unit 1. My new school. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. Listen to the talk and check your guesses. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day. But today we aren't. We're going to have a biology lesson on a farm. Okay, one more time. Unit 1. My new school. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. Listen to the talk and check your guesses. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going to have a biology lesson on a farm. Ok, rồi. Bây giờ con có thể trả lời được hai câu hỏi này chưa?
Number one, do you think the students there wear uniforms? Yes or hay là no? Yes or no? Những học sinh ở ngôi trường này có mặc đồng phục như mình không? Yes or no? Okay, listen one more time. Muốn nghe lại lần nữa không con? Muốn nghe lại lần nữa không? Okay, one more time. Unit 1. My new school. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. Listen to the talk and check your guesses. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going to have a biology lesson on a farm. Rồi, trong lúc nghe thì con nghe được cái từ nào nó liên quan đó thì mình có thể ghi xuống để ghi nhớ nha. Rồi. The last time. Unit 1. My new school. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. Listen to the talk and check your guesses. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going to have a biology lesson on a farm. Rồi, con có ghi chú được thêm từ nào không? Nó ghi chú xuống được từ nào không? Con có ghi ra được từ nào trong lúc mình nghe không? Có nghe được những từ như là Vietnamese, có nghe ra không? Vietnamese. Có nghe ra được từ uniform không? Uniforms. They wear uniforms every day. Họ mặc đồng phục mỗi ngày. They wear their uniforms every day. Như vậy là trả lời cho câu hỏi số 1 được chưa? Do the students wear uniforms at school? Yes or no? Rồi, yes, nha.
Bởi vì trong cái bài nói chuyện thì con nghe cái cụm từ là gì? They wear their uniforms every day. Mỗi ngày họ đều phải mặc đồng phục tới trường. How about number two? Rồi câu số 2 nè. Yes or no? Do they learn Vietnamese as a foreign language? Ở trường, học sinh ở trường này có học môn tiếng Việt không? Do they learn Vietnamese as a foreign language? Yes or no? Yes. They learn Vietnamese for 2 hours a week. Như vậy là mỗi tuần họ có 2 giờ học môn tiếng Việt nha. Một lát mình sẽ nghe lại và con nghe được cái cụm từ là gì. They learn Vietnamese 2 hours a week. 2 hours a week có nghĩa là mỗi tuần có 2 giờ học môn tiếng Việt. Very good. Như vậy cả câu số 2 mình sẽ trả lời là yes, they do. Yes, they do. Yeah. Còn câu số 1 thì con trả lời yes, I do. Con có nghĩ là bọn họ mặc đồng phục không? Yes, I do. Còn câu số 2 thì con trả lời là yes, they do. Cái chủ từ thay đổi một chút nha. Yes, they do. Rồi mình sang phần số 2, number 2. Phần số 2, listen again and choose the correct answer. Mình cũng sẽ nghe lại lần nữa. Nhưng lần này con chọn đáp án A hay là B. A hay là B. Rồi thầy cho con ít phút. Con đọc hết 5 câu này. Trong 5 câu này có thêm từ nào chưa rõ thì hỏi thêm nè. Chẳng hạn như từ biology là gì con? Biology lesson. A biology lesson. Là bài học gì vậy? Bài học môn gì vậy? Who knows? Môn hóa đúng không? No, không phải môn hóa. Rồi, phải ghi vô nha. Biology lesson. Rồi, môn gì đây? Để học môn gì? Sinh học ở đây. Very good. Biology lesson. Rồi. Đúng rồi, môn sinh vật. Môn sinh vật hay là sinh học cũng được. Biology lesson. Okay, now look at again the lesson. Right. What else? Còn từ nào chưa rõ không? What else?
Right. Look at again. Exercise number 2. Rồi, con có còn thêm từ nào cần phải hỏi không nè? Bây giờ nghe lại lần nữa nghe, thầy cho nghe thêm 2 lần, cho đến 3 lần luôn. Trong lúc nghe lại thì con chọn đáp án A, B cho từng câu cho nó phù hợp nha. Are you ready? Are you ready? Okay. 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 Listen. Unit 1. My new school. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. Listen to the talk and check your guesses. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us math. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We are going to have a biology lesson on a farm. One more time. À, khi nào xong rồi thì con có thể nói I am done, hay là I am finished. Unit 1. My new school. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. Listen to the talk and check your guesses. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We are going to have a biology lesson on a farm. Do you finish? Do you finish exercise number 2? Rồi, mình cùng sửa bài được chưa? Do you finish? Rồi, number 1. Who can tell me your answer? A or B? Number 1. Who can tell me your answer? Con chọn đáp án nào thì con nói lên coi. A. A. Very good. Đáp án A. Very good. Là đáp án đúng nha. Đúng rồi. Rồi con đọc lại câu này rồi. Đọc cả câu luôn coi con. Con đọc cả câu luôn coi. Janus, favorite. Very good. Như vậy là giáo viên dạy môn toán
là giáo viên mà Janet rất là yêu thích. Number two. Your answer, please. Number two. A or B? What's your answer? A or B? Hurry up. A or B? The answer is A or B. The answer is B. B. Yeah. Tức là hằng ngày thì bọn họ đều phải mặc đồng phục, nhưng mà hôm nay thì là không. Nhưng mà hôm nay thì là không. Today. Hôm nay nha. Today, Janet isn't wearing her uniform. Mỗi ngày thì bạn ấy đều mặc đồng phục, nhưng mà hôm nay thì không. Bởi vì lớp có giờ học môn sinh vật nha. Lớp có giờ học môn sinh vật ở On the farm là ở đâu con? On the farm là ở đâu? Ở nông trại. À rồi. Number three. A or B? B. A or B? B. 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 B is correct answer. B is the correct answer. Good. À, con đọc lại câu số 3 coi. Say again. Janet. Janet. Who can say again? Janet. Janet studies Vietnamese. For 2 hours a week, Janet học môn tiếng Việt 2 giờ mỗi tuần nha. Chú ý động từ study lúc này y dài, mình phải đổi thành y ngắn, rồi thêm es, là bởi vì chủ từ của câu này bắt đầu là Janet, bắt đầu là một đại từ số, số ít, thì con nhớ động từ thêm s hoặc là es. Nhưng với động từ study thì con sẽ phải viết như thế này mới đúng nha. Đổi thành y ngắn rồi thêm es. Number 4. Number 4. A. A is the correct answer. Very good. Câu 5 cũng A luôn. Very good. Thank you. Rồi con đọc lại câu số 5 thì nghe coi. Her class. Her class. Her class is going to have a biology lesson. On a farm. Câu này con hiểu là gì không? Câu này con hiểu là gì? Cô ấy, lớp học của cô ấy hôm nay có đi một môn học. À, con hiểu đó nhưng mà diễn đạt chưa rõ. Lớp học của bạn ấy sẽ có giờ học môn gì? Môn sinh vật ở nông trại nha. Đúng rồi. Her class is going to have
a biology lesson on a farm. Good. À, bây giờ mình đi tiếp nha, sang câu tiếp theo. Thầy xóa được chưa? Thầy xóa nè. Are you okay? Yeah. Yeah, sang câu tiếp theo nè. Number 3. Write the answers to the following question. Write the answers to the following questions about your school. Bây giờ con đọc các câu hỏi và con sẽ trả lời những câu hỏi này liên quan tới ngôi trường học của mình, đúng không? Chẳng hạn như tên trường học là gì, trường học ở đâu, có bao nhiêu lớp học, rồi là học sinh, học sinh làm những gì ở trường, em thích gì về ngôi trường của em, vân vân. Rồi, thầy cho con khoảng độ 5 phút đi, tự mình viết thành câu trả lời xem. Một lát kiểm tra lại phần đáp án nha. Nếu mà chưa đúng thì điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Rồi. 5 minutes.
Okay. Number one. What is the name of your school? Who can answer? What is the name of your school? Who can answer? What is the name of your school? Rồi, ai trả lời được rồi thì đọc câu trả lời lên coi. Number one. Rồi con đọc câu trả lời lên rồi. My school is named Yujang. Again, please. My school is named... Tên gì con? Dương Minh Châu. Tối con học trường nào? Đổi Duy Phục. Rồi, trả lời my school. My school is okay, good. My school is Nguyễn Tri Phương School. Được rồi. Còn nếu con muốn thêm cấp 2 thì con thêm chữ secondary. Secondary school. Secondary school. Yeah. Rồi. Number 2. Number. Con có nhìn thấy trên màn hình không? Con có nhìn thấy trên màn hình không? Dạ có. Ok, right. Number 2. Where is your school? Rồi ai viết được câu này thì đọc lên giùm. Where is your school? Where is your school? Con có thể nói trường học của em nằm ở trên con đường nào đó, hoặc là trường học của em ở cạnh một cái tòa nhà nào đó ha. Có đặc điểm gì, chú cần đặc biệt gì thì mình nêu nó lên. Rồi, ai đọc giùm câu trả lời của con rồi? Where is your school? Oh, hurry up. Trường Nguyễn Tri Phương nó nằm trên đường gì không? Nguyễn Tri Phương nằm trên đường gì? Cái này nằm trên đường
đúng rồi. À, number two. Đúng rồi. À, trả lời. It is. It is on Nguyễn Lâm Street. On Nguyễn Street. Được chưa? Rồi. Hi, number three. Number three. How many classes does your school have? Cháu biết trường này Nguyễn Tri Phương có bao nhiêu lớp học không? Chưa biết thì con có thể đoán đoán đại thôi nha, nhưng mà mình viết cho nó đúng đúng cái cấu trúc của câu là được. How many classes does your school have? Tại vì đang nói về trường học của mình mà nha. Rồi chẳng hạn như là con trả lời It has. Yeah. It has 30 classes. It has 30 classes. Trường nó có 30 lớp, 30 lớp học. Number câu này câu số 3. Number 4. Sau này mình biết cụ thể chính xác bao nhiêu thì mình thay đổi cái con số thôi nha. Này, number 4. What do students do at your school? What do students do at your school? Ở trường thì những học sinh thường hay làm những gì? Who can answer? Con có thể trả lời là bọn họ có học môn tiếng Anh, có chơi môn cầu lông chẳng hạn nha. Thế thì con có thể trả lời. Đây. English. And play badminton. À, được không? They study English and play badminton at school. Rồi, number 5. Rồi, ai trả lời nốt câu số 5 rồi. What do they like about your school? What do you like about your school? Em thích gì về ngôi trường học của mình?
tức là ở trường em thích những gì? What do you like about your school? Who can answer? Con chưa học sao biết hả? Gì thích đó thầy? Thì mình có thể nghĩ ra, con có thể nghĩ ra nó giống như bên trường tiểu học của con vậy đó. Chẳng hạn như con thích gì ở trường, con thích làm gì thích làm gì ở trường. Chẳng hạn có thể là con thích chơi bóng đá ở sân trường, được không? Được không? Hoặc là con nghĩ ra một ý nào khác cũng được. Hả? Đó thì ở sân trường Nguyễn Tri Phương thì cũng có thể chơi được gì? Bóng đá nè, bóng rổ nè. Đó, mình có thể mình kể nó ra. I like it because I can play volleyball at school. Em thích trường học này là bởi vì em có thể chơi bóng rổ. Bóng rổ là gì? Basketball. Hay là chơi bóng chuyền, volleyball. Được không? Hay là con có ý nào khác thì nói lên, thầy diễn dịch cho. What do you like about your school? Thì mỗi bạn có một ý thích khác nhau. Rồi lấy một câu làm ví dụ nghe. Con cái nữa nói I like it. Hay nữa nói I like. Con dùng mẫu câu mình đã học. I like playing. Bóng đá là chữ gì con? I like playing soccer. With. At school. Được không? Đó. I like playing. Người ta hỏi mình thích gì thì mình cứ nói mình thích chơi bóng đá. Vậy thôi. I like playing soccer with my friends at school. Rồi. Tạm thời con trả lời. Hoặc là mình có ý nào khác thì mình thay đổi cho nó phù hợp nha. Bây giờ con đi tiếp. Exercise number 4. Đây, phần này thầy hướng dẫn, nếu mình viết không kịp con có thể về con viết, rồi hôm sau á con có thể gửi lên cho thầy xem nha. Bây giờ người ta bảo con use the answers number 3 to write a paragraph of 40 to 50 words about your school. You can refer to the reading passages to help you. Bây giờ con dùng các câu trả lời mà thầy vừa gợi ý ở đây nè. Con vừa trả lời được ở câu bài tập ở trên. Để mình viết một cái đoạn văn nói về ngôi trường học của em. My school is bla bla bla. Mình có thể viết một đoạn văn ngắn thôi, độ chừng 40 đến 50 từ. Độ từ 40 đến 50 từ. Tức là con viết một cái đoạn văn nó ngắn thôi, không có cần dài đâu nha.
40 đến 50 từ thì không có nhiều. Và con có thể đọc lại cái đoạn văn ở trên. Đây, con có thể đọc lại các đoạn văn nói về các ngôi trường học khác nhau để mình viết vào trong cái đoạn văn của mình, được không? Rồi, đây là những cái đoạn văn mẫu con có thể đọc, con có thể đọc lại nghe. Sau đó mình về mình bắt chước mình viết, dùng sử dụng các mẫu câu trả lời vừa rồi đó để mình viết thành một cái đoạn văn. Tức là một cái đoạn văn thì nó gồm có nhiều câu có liên hệ với nhau, và con viết độ chừng 40 đến 50 từ là được. Ok. Rồi thì cho con 5 phút con đọc lại các đoạn văn mẫu này nè. Cũng như có thêm từ nào cần hỏi thêm để mình viết vào trong đoạn văn của mình thì con hỏi luôn nha. Rồi, trong hôm sau thì mình làm thêm một cái bài tập nhỏ sắp xếp từ thành câu. Do you have any questions? Rồi, trong lúc con viết có phát sinh thêm từ nào mình chưa biết đó thì có thể hỏi luôn nha. Okay, our class time is over. Try to finish your homework and see you next time. Goodbye for now. Tạm biệt con nha. Tuần sau nhớ hoàn thành bài tập của mình. Okay, see you later. See you next week.